Đó, đây là những tàu cá. Thế họ chở khách đi đánh cá, rồi họ để cá trên những cái thùng đông lạnh ở đây. Giờ bà thấy cái tàu mà màu xanh, có cái màu xanh này á, là nó kêu là tàu của cứu thương, kêu là fire rescue. Nó đậu ở đây, rồi nếu mà có những tàu có những gì rắc rối á, thì nó chạy ra. Để lát mình coi thử coi, lát mình sẽ dắt bạn tới chỗ trạm cứu thương ở đây luôn. Hello, how are you? How are you? Yeah, very good. We are filming the whole thing, sent to the Vietnamese people so they can see in Vietnam how beautiful America is. You look beautiful. Thank you. Hello, đây là bà chủ đổ xăng. Hello, how are you? Hi, how you doing? I'm filming on YouTube. Oh, okay. About how beautiful Florida and how beautiful you are. Thank hello. You. Hello, thank you. Đâu, bà chào các bạn đó. Hello anh đẹp trai. Hello handsome. We put in YouTube so for the Vietnamese people to see it. I have a meeting cabin here. Muốn tới đây á, xả cần câu cũng được. Để hỏi anh có con cá nào. You got any fish, handsome? I caught one. Oh wow, nice. Got another one coming right now. Oh wow. Ông nó có ông xét con cá nó sắp ăn nè. Em chờ con cá sẽ phải câu lên thì mình người ta hay tới tối chiều thứ sáu là người ta buồn, người ta ra đây câu cá. Tell me when you get the fish, I'll be beautiful around. Day. Absolutely. Thank you. Nói ông khi nào ông con cá lên thì ông nói cho tôi để tôi quay phim. Ở người Mỹ rất là thân thiện các bạn, họ rất vui vẻ và họ thương người Việt Nam mình lắm. Đó, bây giờ thấy đằng sau luôn cái tàu bự nữa, thấy không? Cái tàu khổng lồ. Ở đây là con pelican nó chờ người ta mà lấy cá lên, cái nó nhảy lên nó ăn. Ở Mỹ đi làm có bận rộn nhưng mà cũng vui lắm. Là anh này anh bỏ con tôm vô cho anh quay xuống. Get any fish yet? Coming in out right now. Okay. I caught one and I put it back. Oh yeah, because it's not big enough, huh? No, it was small. Yeah. I caught an eel earlier. Anh đẹp trai. Sushi eel. Anh đẹp trai. Hello. Miami. Hello. Hello. It's just a lot of Vietnamese Florida people. A young lady and handsome, and look at the handsome. You. Thank you. You. What do you think about Asian women? You like us? Oh yes. I come from Vietnam. Vietnam, beautiful. Yes. One day I want to visit Vietnam. Yes, you should go. Anh nói anh muốn đi Việt Nam đó, ngày nào anh sẽ đi. Đẹp trai các bạn ha. I want to visit Vietnam. Yeah, say it again. One day I want to go visit Vietnam. À, thấy không? Anh muốn Puerto Rico. Anh sẽ đi thăm, anh là người Mỹ mà gốc Puerto Rico. Puerto Rico. Người Mỹ không phải là chỉ là người Mỹ ở đây mà họ đến từ xứ khác. What is your name? Michael. From Puerto Rico. From Puerto Rico. Đó. Come and visit us here in Miami. Anh thì anh nói là anh là người du lịch từ Puerto Rico đi qua Mỹ chơi. Đẹp trai quá bạn ha. Okay? If I catch one, I'll call you. Okay. I live here, but I love this place. Oh, I love it. Love bây giờ mình đi quay phim ha. Enjoy. Thank you. Okay. Giờ mình coi cái anh đẹp trai là anh cũng là có cái tàu này là cái tàu mạnh lắm nè ha. Hello. That's a rescue boat. If your boat's sinking or on fire. Okay. That's a rescue boat? Yeah, the rescue boat. They help if a boat's sinking or has motor problems. That's your old card, but that is my phone number and email address. Okay. No, I'm my license is up to 500 tons. So I can run.
người Mỹ rất là thân thiện. Mình mới gặp anh này là chuyên môn cấp cứu, cái tàu cấp cứu đó. Alan nói chuyện với ổng chút xíu mà đã giao cạc có điện thoại để nói chuyện làm quen đó. Họ rất vui vẻ, người ta thích họ, đều làm họ người ta thích nó làm quen luôn lắm, dễ dãi lắm bạn, đời vui lắm, gặp ai là cũng nói chuyện. Bây giờ là mình gần về hưu, mình đã tạo được ước nguyện của mình là sống gần biển. Bao giờ cũng việc mới nhớ Nha Trang, Quy Nhơn. Giờ mình chậm mình trở lại mấy cái tàu ha, rồi hỏi coi chỗ nào còn cá không. Mình tới cũng hơi trễ, người ta chắc cũng bán cá gần hết rồi, tại lên mất đi làm. Hi, chào mấy bạn. Chúng ta lên mất đi làm thì về hơi trễ một chút. Bữa nay cái nhà mình cho mướn đó, nó hư cái cửa, mở ra mới giống được, nên anh đi sửa, anh về trễ quay chắc giờ này không biết là còn cá không. Ok, mình chậm mình đi xuống đây mình hỏi còn không. Ta bắt hết cá rồi. You got any fish? You get any fish? Can I take a look? Hello. Đây, còn mấy con cá đông lạnh. Cá này là không biết, nó kêu là con mahi đó. Bự tổ chảng á. Nó chôn cá, đầu nó chôn dưới đá sâu quá. Mơi đâu không nổi. You don't have any pink fish? The pink one? That's the good looking guy right there. Yeah, you both good looking in your own way. Not bad for father's son. Yeah. Say hello. Hello. Cái tàu mà đi đánh cá vậy đó, khi nào mà mình muốn đi cái mình trả 40 đồng cho nó chở mình đi ra ngoài đó. Cái phía trong này cái cửa, trong này cái phòng có máy lạnh, mình nắng nóng mệt quá thì mình vô trong phòng máy lạnh để mình nghỉ. Cái họ cho mình họ có cần câu, họ cho mình mồi. Bây giờ để người ta mình chiếu cái con pelican đó. Cái con pelican đó, mùa đông đó, không biết nó ở đâu đó. Tới đó, nó bay về nó ở thì nó thích người ta, thì người ta mua cá làm cá để cho nó ăn đó. Du khách cũng ấy nè, coi này đó, vì nó đưa nó ở đây đâu không nè, một đàn của nó luôn, đó, một đàn của nó không, mời ha, đó, con này làm biết tiếng Việt là kêu là con gì, nó bơi đó. Bây giờ có con không, nó đứng đây mình nè, để mình nói chuyện với nó nha, đó, gần ha, đừng gần quá, nó sợ nó bay mất. Hello, how are you? Chị em nó mới ngần coi, cái con mắt của nó thấm xíu lắm bạn ơi nè. Nó ở đây người ta quý nó lắm, người ta cưng nó lắm, thành ra nó dạng cái không, mình tới gần nó cũng cho phim gần là cái phần cổ của nó, cái mình của nó nữa ha. Đó, nó đứng nó chờ ai mà mua cá đó rồi, họ làm cá luôn ở đây cái nó ăn mấy cái thùng cho những khi câu mà câu mình không cá nhỏ đó, mình cũng cho nó ăn. Con này thì đương rửa lông mà đó, anh đứng rửa lông tối anh ngủ á, cho anh cũng đứng trên cây ngủ vậy đó, đứng trên mấy cây cột như nè ngủ đẹp không. Cái nào khi nào hết mùa đông cái mấy ảnh bay lại về xứ mấy ảnh ở đâu thì cũng mình không rõ, mà khi nào bắt đầu mùa đông mà thấy mấy ảnh mùa đông mà thấy ảnh bay tới thì tức là mùa đông sắp tới đó. Hello.
Yeah, how are you? You got any fish? No. Well, what happened? Look like. Look like I come late? No, exactly. No fish. No fish? I got bonita. Có một con này thôi hả? Yeah. It's only the only one. I want a kingfish. No. Anh ơi, wait, hold it. Anh ơi, hết cá rồi, mình đi người còn có hai con này thôi nè. Mình show it to my friend. Nhìn chỉ còn có hai con này thôi. Không, để con pelican nó sẽ có cá là cái nó chạy tới. Okay, thank you. Maybe I come too late today. No, you're good. You got to come in here. No fish. There will be other boat come later for fish. No more. I got one boat coming. Oh no. They sold all the fish. What's it? Oh, chắc trễ quá. Mẹ, tới trễ quá. Đây không còn con cá, không còn. Nói chỉ còn mấy con cá mà giống như cá thu mình thì mình muốn ăn con cá màu hồng. Cái con cá kia tiếng gì á, cá dùng cá màu hồng á, thịt ngon lắm, ai cũng thích hết. Rồi chắc bữa nay là tối nay là Alan không có cá ăn rồi. Rồi mình đi coi mấy cái tà. Cái đây là tiệm chỗ mà chỗ mình mua vé đó để lên tàu á, nó nói là tiệm đó tới coi ha, cái tiệm vé mua tàu, cái chỗ cái mấy con mèo họ, mấy con mèo qua họ nuôi đó, nó ăn không đứng đó đứng dễ thương hồng. Hello, meow meow cái bán là cà rem, bán là vé để cho bao nhiêu nửa ngày là 49 đồng, con nít thì 39 đồng, mình đi mua ngày là 75 đồng, có mồi có thì ngày nó đi 3 chuyến từ 9 giờ sáng, 1 chuyến 1:45, 1 chuyến là 8 giờ tối. Mà họ nói các bạn, nếu mà